Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Bát-thê-ô. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Chúa Giêsu nghe tin Gioan Tẩy giả đã chết thì Người rời bỏ nơi đó xuống tuyệt, đi đến nơi hoang địa vắng vẻ. Dân chúng nghe biết thì từ các thành phố đi bộ theo Người. Ra khỏi thuyền, Người thấy dân chúng đông đảo thì thương xót họ và chữa những người bệnh tật trong họ. Chiều tới, các môn đệ đến gần thưa Người rằng đây là nơi hoang địa mà giờ đã chiều rồi, xin Thầy giải tán dân chúng để họ vào các làng mạc mà mua thức ăn. Nhưng Chúa Giêsu nói với các ông rằng họ chẳng cần phải đi, các con hãy cho họ ăn. Các ông thưa lại rằng ở đây chúng con chỉ có 5 chiếc bánh và 2 con cá. Người bảo các ông rằng hãy đem lại cho Thầy. Khi Người đã truyền cho dân chúng ngồi trên cỏ, Người cầm lấy 5 chiếc bánh và 2 con cá, ngước mắt lên trời, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các môn đệ. Các ông này phân phát cho dân chúng, mọi người đều ăn no, và người ta thu lượm được 12 thúng đầy những bánh vụn. Số người ăn là 5.000 người, đàn ông, không kể đàn bà, con trẻ. Đó là lời Chúa. Anh chị em thân mến, hôm nay các môn đệ sững sờ vì phép lạ Chúa hóa bánh ra nhiều, bởi vì chỉ với 5 chiếc bánh và 2 con cá thế mà Chúa đã làm cho 5.000 người ăn mà còn dư 12 thúng đầy bánh vụn. Phép lạ này làm cho tâm trí họ nhớ lại trong sách Dân Số xưa kia, cha ông họ ra khỏi Ai Cập, họ kêu trách bởi vì không có thịt, không có cá, không có dưa chuột, dưa gang, chỉ thấy toàn là manna thôi. Mai Sen đã kêu xin Chúa và Ngài ban cho họ chim cút. Chúa Giêsu lấy đâu mà cho người khác ăn đây? Các môn đệ đề nghị khi thấy đám đông dân chúng ở trong hoang địa đói khát, thôi hãy giải tán mỗi người một đường cho họ tự lo này. Và rồi có một ông khác đề nghị, dẫu có đến 5 đến 200 đồng bạc cũng không mua đủ thức ăn. Một ông nữa nói, nghe vô lý, ở đây có 5 chiếc bánh, 2 con cá, làm sao đủ nuôi một đám đông. Chúa Giêsu bảo dân chúng ngồi trên cỏ chia thành từng nhóm, bàn tay Ngài dâng lên Chúa Cha lời cầu nguyện, và rồi từ tay Ngài cho đến tay các môn đệ, rồi từ tay môn đệ đến tay đám đông dân chúng, người ta chia sẻ cho nhau những miếng bánh bé nhỏ đấy. Phép lạ Chúa hóa bánh ra nhiều dường như cho chúng ta nhận thấy từ bàn tay của Chúa đến bàn tay chúng ta, và từ tay này đến tay kia, những chiếc bánh được bẻ ra, các môn đệ cũng tiếp tục bẻ ra, và rồi người ta vẫn tiếp tục bẻ ra. Nếu ai lấy cứ giữ cho mình thì cái bánh đấy vẫn chỉ còn như thế, nhưng nếu chia ra thì sẽ đến tay người khác. Nếu của cải ngày hôm nay người ta cứ chia cho thì thế giới này không phải là đói nghèo mà còn dư dật. Nếu chúng ta dám trao hết cho Chúa những gì chúng ta có, kể cả sự tự do, lòng yêu mến, tinh thần quảng đại, lòng nhân hậu của chúng ta, thì Chúa sẽ ban cho những người chung quanh được hưởng nhờ. Anh chị em thân mến, đám đông dân chúng theo Chúa Giêsu, họ đói bụng, họ dao động, băn khoăn, lo âu,
Thế mà Chúa lại bảo họ, cả các tông đồ phải cho họ ăn. Chung quanh chúng ta ngày hôm nay đang đầy những khó khăn thử thách. Chúng ta có tiếp tục truyền đến tay những người khác chúng ta nhận được từ Thiên Chúa quyền năng của ăn vật chất lẫn những giá trị tinh thần? Hay là chúng ta nghĩ mình có ít, chỉ có 5 chiếc bánh 2 con cá, không dám chia? Nếu không dám chia thì không bao giờ người khác được ăn no. Chỉ khi chúng ta mở rộng tấm lòng thì người khác mới được hưởng ân phúc.